Em về thành nhà em hướng nam, nhà là hiện tại là quyết ở đông nam. Xin biết thầy cho được quyết như thế nào, quyết đến mức nào? Tôi quyết là mất cái cấp đông nam luôn này. Mất đông nam tức là như là như là ngược. Tức là thành chữ L luôn. Dạ, như là vào đất luôn hay vào nhà? Tức là đắt mất cái đất luôn. Mất đất luôn thì. Dạ. Cái nhất kia hỏi thầy là bổ sung cái mình cần mua những dùng những cái vật phẩm gì mà để bổ sung cái quyết đó. Cái nhất thứ hai nữa là có nhà hướng gì ạ? Nhà hướng nam. Rồi. Cao khỏi thai thì có hai đứa con, thì một đứa 26, một đứa 22. Anh xin phép tài trợ hỏi là có hướng hai cháu còn học và hướng nào cho nó đạt kết quả tốt nhất. Về cơ bản là trước hết là nói về cái căn nhà của anh đã. Căn nhà nếu như mà quyết phương đông nam, đặc biệt là cái nhà hướng nam mà quyết về phương tốn ấy, quyết về phương tốn ấy, thì là cái phương mà nó chủ quản cho việc học hành thì tự nhiên nó hỏi thích học, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là cái phương này cũng là cái phương mà nó cũng là cái phương mà tạo cái sát khí, bởi vì nhà hướng nam sát tại thìn, cho nên nhà anh quyết ba phương luôn là thìn tố tỵ. Cho nên nên ra là để mà xử lý cái trường hợp này thì thông thường người ta có hai cách. Cách thứ nhất là người ta sử dụng một cái bình tam hợp thân tí thìn, người ta đặt vào cái góc nhà ở chỗ mà có thể là tường bên này hoặc tường bên này của cái phương quyết, hoặc là sử dụng bộ tam hợp thân tí thìn, người ta bộ tam hợp địa chi thân tí thìn, người ta đặt vào phương đó để người ta hóa giải. Thì để giải quyết cái góc đông nam, sau khi mà giải quyết góc đông nam xong rồi thì sẽ giải quyết tiếp đến cái bàn học. Thì cái bàn học thì nó tùy vào tuổi thì người ta sẽ tìm cái phương vị để. Tuy nhiên cái việc đặt bàn học nó phải căn cứ vào cái vị trí của phòng với cả cái phương vị nữa, thì phải có cái bản vẽ. Lúc nào có bản vẽ thì anh mang lên văn phòng thì chỗ của Phật Quỳnh hướng dẫn anh cách chỉ. Vì cái phần mà liên quan đến văn xương thì rất là dễ, bởi vì nếu như một đứa bình tuất học, một đường bình tuất thì cái vị trí của bình tuất thì vị trí của cái văn xương của bình tuất thì nó nằm ở vị trí phương tây nam. Tuy nhiên là xem tây nam thì có phạm sát không hay là có vấn đề gì không, nếu không có vấn đề gì thì mới đạt được, có vấn đề gì thì không. Thì cái này có bản vẽ thì mình thấy